Phát xin chào các bạn nha. Bây giờ là Phát với mẹ chồng với lại hai đứa đi biển dạo đó. Thì Phát sẽ quay cho các bạn xem là biển ở đảo này nhìn như thế nào nha các bạn. Hiện tại là 4 giờ chiều á. 4 giờ chiều ở Đức đó các bạn. Đó, Phát quay cho các bạn xem. Khi mà tới đó là Phát sẽ quay luôn là cảnh biển cho các bạn xem. Đây là ở đảo nha các bạn. Ba. Yeah, begin for bye. Thắng cơ. Người ta nhường xe ha. Đẹp không? Bà đó nhường xe. Là ba chồng đi thể dục, ba chồng đi chạy bộ rồi, cho nên là chỉ có mẹ chồng với lại Phát chứ lại hai đứa thôi, chồng Phát thôi. Do năm nào Phát cũng đi đảo này cho nên Phát cũng thấy bình thường thôi. Nhưng mà đảo nhìn đẹp lắm các bạn, Phát thấy rất là đẹp luôn. Nhìn cỏ rồi họ làm, họ trang trí, họ để tự nhiên, nhìn đẹp lắm. Nhà hàng á, nhà hàng mà đang chiếu màu đỏ 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 ở đó các bạn. Nhà hàng đó rất là nổi tiếng ở Đức nha các bạn. Rất là nổi tiếng ở đảo Zurich nha các bạn. Nhà hàng nó tên là Gosh. Thì hồi xưa ông chủ này là ông bán là bằng xe thôi, giống như là xe bán bánh mì ở bên Việt Nam mình á, nhưng mà sau này á may mắn á làm ăn được á, cho nên là ông mở 3 cái ở Zurich luôn các bạn. Nấu đồ ăn rất là ngon luôn. Nói chung là ai mà tới rú đó, tới đảo rú đó đều tới nhà hàng này ăn hết các bạn. Đó, Phát quay á, cho các bạn xem. Đó, nhà hàng đó đó các bạn. Mấy bạn thấy xe không? Xe người ta tới á, đông lắm. Người ta tới đi biển ngắm rồi nè. Nhà hàng này là trực tiếp nhìn ra biển luôn đó, cho nên là rất rất là đông luôn. Đó, Phát quay cho các bạn xem. Thì ở chỗ gần kế bên nhà hàng là có cái sân chơi nữa đó. Đó, sân chơi mà mùa đông này nè, cho nên là không có ai tới chơi nhiều. Mà mấy bạn thấy cái từ gót cái nhà hàng đó đó. Lát nữa là các bạn sẽ thấy là mọi người tập trung trước nhà hàng đó nè. Đông lắm. Đó, nhà hàng đó nha các bạn. Đó, nhà hàng đó đó. Bự lắm. Ngon lắm, bán đồ hải sản tươi sống được không à. À, thấy không, mùa đông lạnh mà họ ra biển, nói chung họ tới đảo này đó. Đó, mấy bạn thấy nhà hàng này á. Nhà hàng này bự lắm nha. Để quay cái này cho các bạn xem nè. Đó. Họ làm ba người này nè. Mặc áo bikini á. Mà mùa lạnh này, cái này là người ta làm theo kiểu mùa hè á, mới mặc bikini với mùa đông mà đâu. Cái này là tượng nha các bạn, là bức tượng nha. My Alice Good. Đó, cái này là ba bức tượng thôi nha các bạn. Yasun Fet. Phát quay cho các bạn xem mà ở trong nhà hàng á, là nhiều người người ta ngồi ăn á. Nói chung nhà hàng này là nhà hàng này là rất là nổi tiếng ở đảo này nha các bạn. Các bạn thấy không? Đông lắm. Hôm nay là cũng đông nhưng mà không có đông như mấy bữa nha. Mấy bữa Phát tới lần đầu tiên mà Phát đi dạo với ba mẹ chồng đó. Đông lắm. Các bạn thấy còn trang trí cái cây của cái thông. Cái này là trực tiếp nhìn ra biển luôn nha các bạn.
Nhà hàng này là trực tiếp nha, nhìn ra biển luôn đó. Để Phát đứng ở đây Phát quay biển thôi được không? À, tối Phát chắc quay không có được. Đó. Mấy bạn thấy không? Đó biển đó. Nhà hàng này là trực tiếp nhìn ra biển luôn nha các bạn đó. À, tối. Bây giờ là vợ chồng Phát với mẹ chồng đi theo con đường này nè, chứ không phải là đi theo hướng nhà hàng, nhưng mà nghe tiếng, nghe tiếng biển. Này là cái đảo nha các bạn. Lạnh lắm. Đó, tới biển rồi đó nha các bạn. Mấy bạn thấy sóng không? Đó. Lena với Tim muốn đi lụm vỏ sò, cho nên là dẫn hai đứa đi ra dạo luôn đó. Hôm qua cũng đi, và hôm nay hai đứa đòi đi tiếp đó, cho nên là dẫn hai đứa đi luôn. À. Bây giờ cát nè. Họ không có tắm đâu, họ chỉ đi biển dạo rồi như vậy rồi thôi nha các bạn, chứ họ không có tắm. Lạnh mà đâu có tắm được, mà kiểu là bên Đức á, nhiều người là họ muốn giống như là đi tới biển để giống như là hít thở khí biển á, cũng tốt cho sức khỏe của mình á, cho nên là họ hay làm một chuyến đi qua đảo Jut nè. Phát thì đi mấy lần rồi, cho nên là nói chung là năm nào cũng đi á, cho nên là Phát cũng thấy bình thường thôi, nhưng mà nếu mà lần đầu tiên mình thấy đây á, mình thấy rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó. À, thấy không? Phát quay vòng mới cho các bạn xem luôn. Đó cái nhà hàng đó ha. Người ta cũng hay dắt chó đi dạo lắm. À, con chó kìa, thấy con chó kìa, người ta cũng cho chó đi dạo rồi đó. Nhìn này, Lena với Tim này với Oma đang lụm vỏ sò đó. Mấy bạn thấy đó. Nhiều người tới lắm. Con chó kìa, con chó kìa, con chó kìa. Chồng Phái cũng lụm vỏ sò luôn. Rồi, Lena làm ướt cái giày rồi. Nước á. Đó, mấy bạn thấy không? Biển rồi nè. Đi biển nhớ Việt Nam. Mỗi lần lại đi tới biển là nhớ biển Việt Nam á. Việt Nam mình có nhiều biển đẹp ha.
À, Lena với Tim lụm vỏ sò. À, coi nước bọt á tới nè, sóng đẹp ha, phát thấy rất là đẹp luôn. Cái này là vào buổi chiều tối rồi đó, cho nên là cái cảnh nó nhìn không có rõ lắm, nhưng mà ban ngày mình đi mình thấy cảnh đẹp hoang sơ, rất là đẹp luôn nha các bạn. Cái này là phát chỉ quay biển thôi chứ phát chưa có quay là cảnh ở đảo Jut nha. Bữa nào chồng phát chở phát đi là phát sẽ quay cảnh ở đảo Jut ra cho các bạn xem. Lena với Tim đi lụm vỏ sò là chồng phát cầm cái bịch để lụm vỏ sò đó nè, mẹ chồng với lại Tim. Đưa cao lên cho mama, không đưa đưa nghiêng vậy cho cô chú thấy cái này nè đó. Cái này là ba mẹ chồng phát mua cho hai đứa đó.